Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Cúi lại đấng tam giới tôn, quy mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng thọ trì sám danh hiển đạo. Trên đền bốn ân nặng dưới, cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bố đề. Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô sám danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám danh hội thượng Phật Bồ Tát. Thị dân giáo lý phần đời mạt pháp, hình như mộng mà không phải mộng. Từ đâu đưa đến bóng từ bi, thốt những lời bất khả tư nghị. Ngồi tại thế giường đi trong gió, thân tư đại thấy rằng không có. Ngủ trước đời như bỏ từ lâu, lặng lẽ nghe giáo lý nhiệm màu. Một bài kể bắt đầu vang dội, tam muôn bốn ngàn pháp vào thời kỳ mạt kiếp. Dễ tu có một môn niệm A Di Đà Phật, mọi tội lỗi tiêu tan. Các dòng tâm biến mất, niệm Phật một lòng thành. Đủ sanh về Phật quốc. Tiếng kệ ấy tai nghe đã dứt, lòng còn đáng phượng phất như mơ. Vừa xét suy vừa cũng đợi chờ, những gì sẽ được cho nghe nữa. Không riêng muốn một mình xem sửa, muốn cho nhiều người nữa được nghe. Bởi thấy đời nay quá khắt khe, ít người chịu tin theo đạo lý. Kẻ thì bởi không ai dẫn chỉ, người thì vì thấy sự buộc ràng. Đa số người chỉ biết thế gian, không tin có thiên đàng địa ngục. Nên chẳng biết đến điều tội phúc, chỉ làm theo sở dục thương ngày. Có phải chăng vì lý do này, khiến nhân loại đông tây thù ghét, lấy đạo nghĩa con người ra xét, không khỏi sanh lắm việc lo buồn. Rối đời không mấy kẻ gỡ xuống, trái lại lắm người đương thêm rối. Kẻ thì tạo rối trong gia nội, người thì gây rối tới bên ngoài. Trường cạnh tranh cứ mãi kéo dài, khiến người khắp trần ái đều rối. Như đã hiểu tâm này mỏi nổi, bóng từ bi tiếp nói thêm rằng: chúng sanh trong nhà lửa đang say giấc mộng trường. Nếu không người gọi thức, tất bị cháy tan xương. Chuông thiền nên giọng gấp nước tỉnh phải rưỡi bương. Đổ dân rời quá trạch cùng Phật đáo Tây Phương, tử sanh không ràng buộc. Phiền não hết dân dương, vượt ngoài dòng nhân ngã, khỏi hẳn cảnh ghét thương. Phàm tình không pha phách, sự thế hết nhiều nhường, luôn vui không thấy khổ. Thật tử tại miên trường, chúng sanh trong hạ giới mau cải ác tùng lương. Giấc mê trần hải tình, cửa Phật pháp mau nương, cõi đời là đau khổ. Kiếp sông dũng vô thường, ráng tu cho giải thoát, ấy là cái thượng phương. Nghe kể qua không ngớt suy lượng, làm sao gọi kẻ còn mê giấc. Chạy ra khỏi nhà đang cháy hực, giải quyết cho xong cuộc hồng trần. Nhược bằng không tình giấc mộng càng, đời khó tránh tiêu tan cho mà. Lâm tử trận phải tìm lối thoát, rớt sông mê bờ giác khá tầm. Người đời nên sớm biết hồi tâm, chẳng đứng kiếp thăng trầm thế sự. Tính lời Phật chớ nên lưỡng lự, phải nhất tâm bỏ giữ làm lành, tất nhiên là nghiệp khổ chúng sanh. Chẳng có cớ lôi mình vào được, việc ấy rất nhiều người biết rõ. Nhưng lòng không chịu bỏ cho xong, cứ để cho mờ mịt cõi lòng. Năm tháng cứ tùy tầm thủy dục, rốt cuộc chỉ để dòi tựa rút. Điên mình thì tiếp tục chịu đài, rừng mây càng xanh mọc thêm dài. Biển khổ cứ đào xoay sâu thầm, dông sanh tử nhiều đời gieo rẫm. Khó nhổ cho hết đẳng nhất thời, nhờ từ bi chỉ dạy cho đời. Những đạo pháp hợp thời hiện tại, đây vừa phát tâm cầu thế ấy. Liền nghe bài kể dạy như sau: tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật. Khi niệm ấy phát lên vang rền trong trời đất, rừng mây cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt. Chỉ trong cây quát nhiên thấy rõ tam thế Phật. Nghe kể qua như là mở gốc, giúp cho người hiểu thiếu đức dễ tu. Bất luận là kẻ trí người ngu, đều có thể trì câu lục từ. Thật niệm Phật dứt lòng hung dữ, quyết tu hành bỏ sự gian phi. Lợi danh đời lòng chẳng thiết chi, đường giải thoát cố đi cho tột. Trong nhà lửa mà không bị đốt, ở cõi trần mà vượt khỏi mê. Có vinh quê chẳng nhiễm vinh quê, được phú quý không mê phú quý. Càng có của càng đem bố thí, càng có quyền càng nghĩ cứu dân. Giàu sang không phụ bạc cỡ bằng, thông minh chẳng ngạo khinh ngu dài. Được thân thế lòng càng rộng rãi, đủ tiện nghĩa giả phải khoan dung. Không thừa cớ chụp giật hành hung, chẳng cậy thế thổi lâm tìm vết. Muốn làm sống không đành làm chết, thương người không nỡ ghét hại ai. Tìm làm cho hòa nhã tốt tươi, chẳng muốn tạo lối thôi gây gồ. Giữ nhân cách biết điều thẹn hồ, ở thẳng ngay sông có cương thường. Nghe khổ người lòng biết xót thương, thì đói biết chia cơm sẻ ao. Ở chòm xóm lấy câu hòa hào, trong gia đình gìn đạo hiếu thân. Ai cũng đều ăn ở có nhân, người đời sẽ bớt phần thống khổ. Ai cũng biết chung lo tới đầu, thì ngục môn bế ngõ từ lâu. Được lạc an khắp cả quán cầu, đâu đến nỗi khổ sầu tấp nập. Nghe lời Phật lòng lành ráng tập, chỉ công lo niệm Phật tu hành. Lúc sống không đài đọa thân sanh, khi thoát được gửi mình cõi Phật. Ý nghĩ đến đây vừa mới dứt, cái nghe bài kể khách ngâm lên. Đi đúng niệm gì đã, nằm ngồi trì lúc tự thức cũng tưởng A-di, ngủ cũng ghi sáu chữ. Nói cùng nhớ Nam Mô, nín cùng ôm Phật sự. Cực lạc muốn giảng sanh, cứ y hành như thờ. Mật y bảo rằng dù đã sự, cũng thầm ghi sáu chữ Di Đà. Niệm Phật tâm chẳng phúc nào xa, tất không chỗ để tà ý khởi. Chỉ một niệm cầm lòng đi tới, Phật Tây Phương sẽ gọi đến tên. Chúng liên trì sen bao nở lên, khi mạng kiếp ngồi trên chính phẩm. Người đời khá để lòng suy gầm, tìm lối ra khỏi cánh hồng trần. Chớ chuốc thêm tội lỗi vào thân, đến cương quyết dứt lần nghiệp chương. Ở rộng rãi chứ nên hẹp lường, lo giúp người đừng tưởng riêng mình. Đối với ai cũng ở thật tình, chớ đừng có lòng sanh giả dối. Ráng ngừa tránh đừng cho phạm lỗi, lỡ phạm rồi thì tự hối chừa ngay. Được thế là cùng quy lắm thay, người đời có mấy ai toàn thiền. Bậc tiên thanh trước khi chưa hiền, cũng lỗi lầm nhiều chuyện như ai. Nhưng nhờ lòng cương quyết dẻo dai, nên các việc lầm sai chừa hết. Từ những chỗ tâm trần mê mệt, đổi ra lòng cầu Phật vãng sanh. Tuy khó khăn cố gắng sẽ thành, vãng sự ở nơi mình trì chi. Trong trí não đây còn đang nghĩ, được nghe thêm kể chỉ cho rằng. Ở chỗ vắng không người, cũng như nơi đô hội, bình tĩnh niệm A-di, chấm nom bồ đề coi. Nếu tà ý còn sanh, bởi Phật tâm còn rồi, khéo điều khiển lòng mình, đường Tây phương một lối. Nghe kể xong nghĩa màu đã hồi, tự mình chừa chứ đợi Phật răng. Chưa trọn lành còn phải ngừa ngăn, được toàn thiện khỏi cần xem sửa. Mũi sơ cơ biết ra công chừa, thành quả rồi thì thở nhàn tư. Khó khăn là từ bước hỏng hư, mà biết sửa ra người đứng đắn. Việc khó tạo quyết làm sẽ đặng, đạo khó tu cố gắng thì thành. Người chịu hành hay chẳng chịu hành, là tất cả mối manh quan trọng. Biết trừ lúc tâm vừa mới dòng, thì tội đâu còn lỏng ra ngoài. Giao lục mà được bén nhớ mày, phàm nên tánh nhờ hay tu luyện. Muốn cho Phật Di Đà lai nhiễn, trong lòng đừng lâm dân tiếng Nam Mô. Có thật mời thì kẻ mới vô, không thèm gọi ai mà bước đến. Mong về Phật cõi phàm chớ mến, muốn nên tiên tách bến hỏng trần, phải quyết tâm chớ có ngại ngần. Quan âm cứ xây dần chẳng đời, chúng sanh ở trong miền hạ giới. Khá chọn đường đi tới Tây Phương, để phủi rồi hết cảnh oan ương, và cũng dứt xong đường sanh tử. Nếu nghiệp ác người còn lo trừ, tức là không khỏi sự báo oan. Dạy thế gian phải trả thế gian, đi đường Phật thì sang cõi Phật. Thế gian chịu khổ sầu chất ngất, cõi Phật thì khoái lạc vô biên. Ráng tu hành ráng trưởng phước duyên, để sớm được trường miên bổn mạng. Kiếp người thấy tở dùm mây ráng, ngọn gió qua đủ tan số căn. Tham làm chi những việc hung hăng, để chịu lắm tai nạn kiếp sống. Không học Phật cũng dình đau không, chẳng tu tiên cũng sống nên người. Lấy lương tâm ra đối xử đời, cho xã hội loài người tốt đẹp. Các tật xấu thói hư nên dẹp, ráng trao trĩa tánh nết hiển lành. Chớ quá gì mến giết lợi danh, đức liêm sĩ của mình chôn lấp. Bề nhân cách cũng cần tu tập, việc lễ nghi phải học đàng hoàng. Tuy quen thân cũng chớ sổ sàng, dù cất rốt cũng đừng bướng bà. Cách ăn nói choáng lời tao nhà, khi ngồi nằm lửa chỗ kim cung. Kẻ nhận lầm thì kha thứ dung, người nói đúng nên công nhận phải. Khôn ngoan chứ khinh người ngu dại, giàu có đừng bác đãi nghèo hèn. Bất luận người ấy lạ hay quen, khi hữu sự sẵn sàng giúp đỡ. Trước việc nghĩa lòng không hề sợ, ấy những điều cần có nơi người. Ở thời kỳ thế kỷ 20, các việc thiện con người khó tập. Nhưng cũng ráng ra công bồi đắp, để cho ra phẩm cách con người. Đời văn minh sống chẳng tốt tươi, thì giá trị con người đâu xứng. Xét suy kỹ rồi trao trĩa phần, để bớt đi nhớ bận cuộc đời. Trong lòng đây còn nghĩ chưa thôi, liền nghe được những lời kể khác. Bụi trần tuy bao phủ, son sắc vẫn một lòng. Mây quá trăng lại tỏ, sông lặng biển quần trong. Gì không ngớt tường, Đà Phật vẫn hằng mong. Nguyện sanh về cực lạc, chẳng thích ở trần hồng. Được phát tâm như thế, chúng sanh đó thành công. Nghe kể này chứng tỏ cõi lòng, dù lăn lóc cũng không thể mất. Dứt mê được tức hoàn tâm Phật, rửa bụi xong vẽ ngọc sáng ra. Phải tự tin nơi bổn tâm ta, ráng tìm kiếm cho ra manh mối. Người có được có lòng tự hối, biết hối thì tội lỗi đều tiêu. Đọa quyết tu thì cũng được siêu, sớm phàm tục kế chiều tiên thanh. Ma hay Phật tùy lòng ba tánh, người cũng nên lửa cảnh mà đi. Được trở nên Phật chẳng khó gì, khó là bởi không y lời Phật. Lòng này nghĩ đến đây vừa dứt, tiếng kể màu tiếp tục vang lên. Niệm A Di Đà Phật nói liền không hở dứt, lục tặc hết đường sanh, tam bành không chỗ xuất. Tan dần nẻo ngục môn, mà hiện rõ đường lạc quốc. Sức màu nhiễm vô cùng, khi được chân công đức. Tuy rằng tiếng kể màu đã dứt, lòng chưa ngừng một phút nghỉ ngơi. Những điều chi Phật đã thốt lời, cố suy nghiệm để khơi nguồn đau. Xét rằng kiếp phàm là khổ nào, dáng dấp là móng áo đông trường. Việc tử sanh không trốn khỏi đường, thật là chẳng khác tuồng con mua. Nếu không sớm tìm đường sáng sủa, còn muốn đời sống chỗ u minh. Bị lợi danh làm mất tâm linh, vì vật chất quên tình cảm tốt. Thấy tệ bạc khiến lòng như đốt, nghe gian ngoan bắt sốt ruột ra. Giờ phút nào cũng rất thiết tha, lòng dạ của người ta tự mừng. Bỏ đi tánh hẹp hòi nhớ bần, rèn tập lòng rộng lớn sạch trong, cứu đồng bào bất cảnh lòng đông, giúp nhân loại khỏi dòng tai biên. Vì chân nghĩa riêng thân vui hiến, lo đạo màu mặt tiếng khen chê. Quyết làm cho đời tính giấc mê, phận mình có quản chi viết khổ. Nói chi Phật trọn đời cứu độ, học từ bi rộng mở lòng thương. Kêu gọi người cái ác tùng lương, lo giải thoát là phương cứu cánh. Luôn niệm Phật thường trao đức hạnh, chừa ác ngôn giới tránh tà tâm. Lo ăn năn khi đã lạc lầm, biết nhận lẽ khuyên răng chánh đáng. Việc hào hiệp khó làm cũng ráng, ở thẳng ngay khó đặng cũng lo. Đường đời tuy có lâm quanh con, ráng chiều uống để lo đạo đức. Thấy kẻ yếu liền ra giúp sức, việc lợi dân chẳng chút ngại ngần. Thật hành câu vị nghĩa dòng thân, đem khéo tỏ tinh thần bác ai. Kiếp này chẳng cứu sống nhân loại, thì kiếp sau cũng nối đổ đời. Chữ từ bi nhất định không rời, câu hỷ xả muôn đời chẳng bỏ. Đạo Phật quyết tình khai rộng ngõ, pháp tu nguyện dắt rõ nhiều phương. Cho nhân sanh cực lạc biết đường, sớm giải kiếp trần dương tạm già. Còn đang nghĩ ngợi nhiều trong già, kể nghe bài kể tỏ thêm rằng. Lòng vui chẳng chỗ lường, tình thương không vật sanh. Thật là tâm từ bi, thật là ý Phật thanh. Hỡi kẻ ở hồng trần, hỡi người ta bà cành. Muốn cùng Phật sanh cư, phải vui thương ba tánh. Nghiệp chướng chớ đều mang, nợ thế gian trả rành. Nhất tâm niệm Di Đà, trì chí lo đạo hành. Trong không rối loạn tâm, ngoài chẳng biểu diếu cành. Rộng tợ khoảng hư không, sáng như mặt nhật anh. Đạt đến chỗ này rồi, không còn lời so sánh. Tiếng kệ ấy ngân như chuông đánh, vẫn còn nghe văng vẳng bên tai. Người nào dù có lắm ngủ say, nghe đến cũng mở ngay đôi mắt. Biết rõ giấc mộng trần mê hoặc, bừng tỉnh ngay không chút vẫn già. Rất ước mong khắp hết người ta, đồng tưởng Phật Di Đà thường niệm. Học đạo lý trao dồi hạnh kiêm, xem giảng kinh kiểm điểm tánh tình. Ngọn tâm đang quyết đốt cho mình, để thấy rõ đường sanh cực lạc. Mình biết chỗ mới dìu kẻ khác, không rõ đường khó dắt người đi. Việc thương người phải đúng từ bi, thương sai chỗ nhiều khi gây hòa. Nên xét kỹ đây hành đạo cả, hầu giúp cho Phật quả viên dung. Ngọn lửa trần mỗi bữa cứ nung, mong ba tánh để lòng phán tình. gặp chánh đạo rang tu chân chính, nghe pháp màu khá vịnh đi theo. Khi thuyền cày bị ngạn quăng neo, đến chừng ấy lái lèo khỏi bằng. Một bài kể khác liền chỉ dần, thật là chân pháp màu thì bất di bất dịch. Dạng vật có đổi thay, pháp màu không xê xích. Chúng sanh có mất còn, pháp màu không sống chết. Gọi là chân pháp màu, trước sau không dấu vết. Hỡi kẻ muốn tu hành, pháp màu là trước hết, nên tìm kiếm trong tâm, tất pháp màu thấu triệt. Nghe lời kể rất nên siêu việt, mong rằng ai cũng biết tận tường. Lo hồi quang để thấy tâm dương, ráng phản chiếu cho tường pháp bầu. Diệt đạo quả muôn cho thành tựu, người tu nên thi chung thủy một lòng. Muốn nghĩ thêm chưa kịp nghĩ xong, một bài kể khác ung dung tiếp. Cõi ta bà đau thương, chúng sanh luân chuyển luôn, Phật trong càng thương xót. Từ quan chẳng ngất tuôn, tiếp thay đời mây ngủ, không thấy anh thấy dương. Mau tỉnh cơn ác mộng, tỉnh xong kiếp quay cuồng. Nghe kể quá suy nghĩ thêm buồn, mình cũng một người trong bể khổ. Từ xưa cũng vì chưa tỉnh ngộ, mới nhập trong thầy tổ nhiều phen. Kiếp chúng sanh thật quá đổi hèn, không tự giác chờ uyên mới tình. Thích Ca chẳng đợi ai mời thình, thấy khổ đời tự tỉnh xuất gia. Mối đau màu nhất quyết tìm ra, để cứu vớt người ta sống khổ. Tự lòng xót thương đời muốn đổi, nên sẵn sàng chịu khổ tu hành. Lòng từ bi ấy vốn chân thành, nên Đức Phật bình sanh đắc đạo. Biết tự giác không chờ ai bảo, đang kính thay Phật tổ ngàn xưa. Mình làm sao đền đáp cho vừa, ân của Phật tìm ra chánh đạo. Mong ai cũng tôn sùng Tam Bảo, lo tu hành đúng đạo Thích Ca. Giải quyết xong cảnh khổ ta bà, Phật khỏi nhọc công ra giải dồ. Đó là việc đáp ơn Phật tổ, cũng là điều giải khổ cho mình. Tất nhiên cùng Phật được đồng sinh, hết còn chịu linh đinh biển ấy. Kể nghe tiếp thêm bài kể dài, người đời tham đủ thứ, rốt cuộc cũng tay không. Thế mà chưa thấy chán, vẫn còn lắm sự mong. Tội lỗi càng chồng chất, đền trả mãi chưa xong. Hồng trần là tám già, nên tỉnh ngộ nơi lòng. Lo tu hành niệm Phật, cho khỏi nghiệp cùm gông. Trọn vui câu giải thoát, các nỗi khổ đều không. Trần ấy người muốn đến, nghiệp oan chớ đèo bồng. Hành ý lời Phật thuyết, sẽ toại ý người mong. đi kể như cách kẻ trần hồng, biết vật tám mà lòng cứ mến. Rốt cuộc chỉ não sầu đưa đến, người đời không mãn nguyện bao giờ. Trong cái vui có cái khổ chờ, đang ngày sống sẵn hờ ngày chết. Cái chi đến cuối cùng cũng hết, không giấc nào người được giữ còn. Ví dụ là sông biển núi non, cũng vẫn bị tan mòn khô cạn. Sanh thì phải tử là định mạng, vật hữu hình có hạn số căn. Nếu không tìm đường lối siêu thăng, thì muôn kiếp vẫn còn sanh tử. Trong lúc sống dù mưu vạn sự, khi chết rồi ra thứ bụng lầy. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, ai cũng thế nào ai khỏi được. Nơi nên cởi mở nghiệp trần thúc phược, để tử sanh hết buộc trói mình. Sự giả chân phải xếp cho mình, lẽ siêu đọa cũng nên nhớ lại. Y lời Phật tổ xưa chỉ dạy, giải thoát môn khổ hải ta bà. Cầu giảng sanh cảnh giới liên qua, lục đạo khỏi giàu ra thọ nàng. Đồng Bồ Tát Như Lai trường mạng, cứu mình còn cứu đẳng tổ tiên. Cũng như là các bậc tiện hiền, không thẹn kẻ sanh trên mặt đất. Nếu người chỉ sống theo vật chất, thân mất rồi các vật quá không. Như giả tràn xe các biển đông, muốn giết đổ theo dòng nước cuốn. Lo giải thoát cho đời khỏi uổng, nên làm lành để chẳng phí công. Hãy mở tâm bắt ái đại đồng, để giúp kẻ sống trong cảnh khổ. Nên hòa thuận chớ nên gây gổ, tha thứ nhau đừng bó buộc nhau. Người dù là không phải đồng bào, cũng đồng lõi nỡ nào nhiễu hại. Nên giúp đỡ đi cùng tồn tại, chớ đem lòng phá hoại lẫn nhau. Tinh thần nhân loại khá nêu cao, lo giải quyết khổ đau đời sống. Dẹp ích kỷ dẹp lòng tham vọng, mở lương tâm mở rộng tình yêu. Với người người tương trợ mọi điều, lấy thành thật ra nêu trước hết. Sự vui khổ hoặc bề sống chết, lo đỡ nâng cứu vớt lẫn nhau. Đạo làm người cùng biết đổi trao, mỗi cảnh khổ hoàn cầu được bớt. Việc cơm áo cả nên chia sớt, cảnh hòa bình cần hợp nhau xây. Mối tình thân thiện giữa nhân loài, nên tìm cách tạo gây chặt chẽ. Giúp nhau các lo âu được nhẹ, được an cư trên lẽ sống còn. Suy nghĩ còn tiếp giữa lòng son, cái bài kể khác liền đưa tới. Chúng sanh cõi trần lao, thiếu lòng cứu trợ nhau, sanh ra nhiều tai họa. Khiên lâm việc buồn đau, khổ vô tình thì ít, khổ cô y biết bao. Bởi ngã nhân làm khổ, vì ít thủy gây sầu. Ngàn xưa đã như thế, ngày nay có khác đâu, dục vọng sanh giết hại, tham lam đổ máu đầu, oán thù vì lợi lớn, giận ghét bởi quyền cao. Tiền tài quên cốt nhục, danh dĩ hại đồng bào, nguyên nhân các sự khổ. Người đã hiểu ra sao, nhưng mà không chịu tránh, trái lại cứ mang vào, khiến cho thêm khổ nạn. Đời này đến đời sau, chúng sanh trên thế giới, cần phải biết thương nhau, tiêu diệt cảnh nghèo khó, tẩy trừ nạn đói đau, cùng chung lo bảo vệ, không phân biệt sắc màu. Đối đãi nhau thành thật, cùng tôn trọng lẫn nhau, hòa bình chung sức lập, đạo đức cố dồi trao, sống không làm nhau khổ, chết cùng được tiêu dao. Loài người trên thế giới, việc ấy khá ghi vào, giúp người vui thì tốt, làm người khổ nỡ nào. Việc lành nên tạo gấp, điều giữ khá chừa mau, đồng tâm hành thiện sự, đâu còn cảnh binh đau. Khổ ta bà tất hết, vui cực lạc thay vào, đời văn minh tiến bộ, há không nghĩ đến sao? Cái vui là cái khổ, người nên lựa cái nào, vui thật hay vui giả, khổ tạm hay khổ lâu. Cần để tâm chọn lựa, xây hạnh phúc quán cầu, vui cá nhân ngắn ngủi, vui đại chúng dài lâu. Vui riêng có tránh khổ, vui chung tất chẳng sầu, Thích Ca hồi thuở trước, tại sao bỏ đài lầu? Thấy vui riêng là khổ, vui riêng cũng không lâu, nên tìm vui đại chúng, thật là vui nhiệm màu. Thường tình cho là dài, nhưng nào có dài đâu, thật là chân tri thức, thật là kẻ hiểu sâu, lợi danh không thể gạt, tài sắc khó nhử câu. Đời tư đành chịu bỏ, để đổi vui nhiệm màu, vui mười phương thế giới, vui vạn vật năm châu, mẹ cha được vui cả, vợ con cũng hết sầu, đó là vui chân thật. Cũng là vui dài lâu, hơn mấy ngàn năm lẻ, còn gương sang mất đâu. Cái vui ấy bất diệt, chúng sanh khá lo cầu, đời nay là mạt pháp, vui chung rất cần âu. Nếu cá nhân còn nặng, thế giới vẫn còn sầu, tiêu diệt hay tồn tại, do người chẳng do đâu. Cùng lành cùng sống cả, cùng giữ cùng chết mau, không cần hỏi tiên Phật, tự xét biết thế nào. Nghe kể này người nghĩ ra sao, riêng đây cảm thấy nhiều kích thích, các đau khổ thêm rành tông tích, con đường lành được biết sâu xa. Ngại ngần chi mà chẳng tiến ra, tạo thế giới hòa bình khoái lạc, giúp nhau sống đừng làm nhau thác, ấy là điều khao khát nhất cần. nên thương người như thể thương thân, đời cần có tinh thần tương trợ. Làm người kinh chớ làm người sợ, nên giúp nhau đừng có hại nhau. Nếu người đời học thức càng cao, càng biết cộng hậu nhau mạng sống. Trước đau khổ lấy làm cảm động, đó mới là thật bổn tâm người, nên làm cho ai cũng vui cười. Chớ nên để cho người than khóc, lấy đạo đức ra làm căn gốc, đem khoan nhân đôi đáp lẫn nhau. Biết tiếc người từng giọt máu đầu, biết trọng sức cần lao kẻ khác. Trên tất cả những lời chua chát, các hành vi bạo ác tránh luôn. Tránh mỗi điều tham vọng điên cuồng, tránh các việc chủ trương phi nghĩa. Những hành động khiến đời mãi mìa, lo tránh xa không để mang vào. Việc ngày nay biết nhớ ngày sau, tội với phước thế nào xét kỳ. Tránh cử động theo lòng hồ mỹ, tránh hành vi theo ý nhất thời. Tránh hại mình, tránh hại người đời, sự chi cũng xét nơi nhân hòa. Luôn tiêu biểu tinh thần cao cả, tỏ rõ người văn hóa thượng lưu. Vui lấy ân ra trả oán cừu, vui chịu khổ để mưu đại nghĩa. Lòng nhân ái thường lo trao trìa, việc thiện lương chẳng để lãng quên. Các việc vừa lướt kể nơi trên, đời vắng vật càng nên sớm có. Còn đang nghĩ thêm điều này nọ, kể được nghe bài kể khác thêm. Thế giới ngày nay nhiều phát minh rất tài, nhưng vấn đề sanh tử vẫn còn dở chưa hay. Loài người cứ phải chết, cái chết không đổi thay, thế là phát minh ấy chưa khỏi kiếp trần ai. Dùng nó giúp nhân loại sống chớ có mê sai, mê sai sanh tử mạng. Tử mạng gây nạn tai, tai nạn bằng khoa học. Thần thanh cùng châu mày, tình thương nhau nếu mất, tiêu diệt chỉ phút giây. Ráng hòa bình thế giới, cả bảo vệ nhân loại, sự đại đồng bác ai. Máu thực hiện đời nay, là người thì giúp đỡ chớ phân biệt đông tây. Sanh mạng cần tôn trọng, dù rằng các giống loài, kẻ khỏe giúp người yêu, kẻ dở học người hay. Mạnh đừng sanh lấn hiếp, quyền chớ có ra oai. Dở không làm mặt dòi, hay chẳng có khoe tài, giàu đỡ nâng nghèo khó. Con chỉ bảo ngu ngây, người sanh trên mặt đất, đồng giá trị như ai. Kính trọng đừng khinh bỉ, dùng thứ chớ gắt gai, thấy những điều đang có. Ngay trên thế gian này, giết hại không ai muốn, thù oán chẳng ai gây. Người nào cũng chân thật, không ai gạt lường ai, thương nhau như huynh đệ, trọng nhau tở chân tay. Tinh thần và vật chất đều nâng đỡ cả hai, hòa bình khắp quả đất, an lạc cả nhân loài. Người sợ người không có, ai cũng chẳng nghi ai. Của rơi không sợ mất, nhà ngủ khỏi then gài. Người đều cao giáo dục, đều trọng nghĩa kinh tài, bề đức hạnh lo sửa, việc tri thức lo khai. Thôn quê như thành thị, đều vui vẻ đêm ngày. Không còn người bị hiếp, cũng hết kẻ bị đày. Hoạn ố không còn nữa, dân bảo cũng chẳng ai. Người tự do như một, được bình đẳng nhân loài. Nếu thật là tiến bộ, nếu thật có chân tài, làm vui cho mọi kẻ, không gây khổ cho ai. Mọi người nên phản tình, ở nhân loại đời nay. Tiếng kệ tuy đã dứt bên tai, nhưng lòng vẫn còn dài suy nghĩ. Cảm ơn đấng siêu hình dẫn chỉ, các điều này nguyện sẽ truyền ra, để cho người đời đảo gần xa, có dịp đọc để mà suy nghiệm, lẽ phải trái tự mình kiểm điểm. Tránh cho thân khỏi chuyện sai lầm, trước là mình khỏi hối hận tâm, sau là giúp người thêm phúc lợi. Thấy chân chánh làm ngay chẳng đợi, vì thời gian theo dõi bên lưng. Thường việc mai ít gặp hai lần, còn việc rủi gặp luôn không hàng. Khuyên người sự tu hành phải ráng, vì ít khi gặp đặng chánh đàn. Muốn cứu mình hoặc cứu thế gian, tiêu chánh đạo khó toan cứu nổi. Lòng tin tưởng vốn là nguồn cội, những tin lầm tội lỗi càng sâu. Lấy nhiệt tâm xuông chẳng đủ đâu, cần lấy tri xét cầu mới được. Đâu là tội còn đâu là phước, ma thế nào còn Phật thế nào, nhất thiết cần để trí suy vào, phân tích kỹ rồi sao quyết định. Ma giả dối Phật là chân chính, ma hại người Phật chẳng hại người. Ma làm cho nam nữ đọa đày, Phật cứu độ gái trai giải thoát. Ma dị kỷ thành ra bảo ác, Phật xả thân nên rất từ bi. Ma chỉ làm ngoài mặt tu trì, Phật thì cả trong ngoài đạo đức ấy đại khái diệt ma diệt Phật. Còn những điều tội phước sau đây, tội là hành động hại nhân loài, phước là biết tạo gây lợi chung. Tội là việc khiến người kinh khủng, phước là điều giúp chúng an vui, tội là lòng ích kỷ hai người, phước là tánh thương đời bố thí, tội là việc trái đường đạo lý, phước là điều hợp với từ tâm. Tội là xui kẻ tạo sai lầm, phước là khiến người làm chánh đáng, tội làm kẻ hư đời hãi màng. Phước giúp người nên hạnh an thân, tội hại người vật chất tinh thần, phước giúp kẻ linh hồn xác thịt. Tội khiến kẻ lạc đường mù mịt, phước giúp người đến bước quang minh, tội hại người chịu kiếp tử sinh, phước giúp kẻ nhẹ mình siêu thoát, tội tôm tắt là điều tội ác, phước kể ra là việc tốt lành, lòng thường mong tất cả nhân sanh, phân tích rõ để hành đúng lẽ. Không những cứu mình còn cứu kẻ, khỏi đường ma khỏi lẽ tối tình, giúp thế gian giữ vững an ninh, và cũng giúp nhân sinh hạnh phúc. Dân chúng đã khổ sầu lắm lúc, chắc không ai muốn chất khổ thêm. Trái lại thường cầu khấn ngày đêm, cho thiên hạ được êm đời sống. Hòa bình mỗi nhà đều trong ngóng, giặc giả không ai muốn ước ao, cái thiện tâm bất luận người nào. Cũng đều có như nhau tất cả, khác nhau chỗ biết làm cái hoa, hay là không chịu mở ra thôi. Lúc mới sanh tánh thiện có rồi, làm tội ác từ hồi nhiễm thế. Biết tỉnh ngộ quay về cõi rễ, ngôi Phật tiên có thể trở nên, tánh thiện mong người chớ bỏ quên, dù sao cũng mau nên nhớ lại. Tội lỗi mi cũng nên hối cải, nghe kể kính trai với tu hành, khuyên lẫn nhau lanh giữ làm lành, cùng giúp đỡ khi sanh khi tử, nơi nào cũng lo hành thiện sự, tất trở nên không khí ôn hòa, bảo ác đâu còn cớ sanh ra. Đau khổ kiếp người ta cũng bớt, giúp cảnh sống thanh bình khoái hược, còn giúp cho khi thác siêu sanh. Có phải chăng là việc tốt lành, ai cũng có thể làm nên được. Rất mong mọi nhân dân các nước đồng chủ trương đại cuộc hiền hòa, để giúp cho tất cả người ta được vui vẻ sống qua ngày tháng. Một bài kể khác liền tiếp vang. Chúng sanh khắp bốn phương, vì nhỏ hẹp tình thương, nên từ hồi vô thị không ngất cảnh chiến trường. Nào là tiêu tiểu tai nạn, nào là đại họa ương. Từ sanh cho đến chết thường trong cảnh thế lương, bao nhiêu điều thống khổ tự tay khách trần dương. Biết tội không chừa bỏ, thấy ác cứ dựa nương. Phạm tội còn thêm tội, đã ác mãi ác trương. Kẻ thì cô hung dữ, người thì thích bất lương. Tuy khác nòi khác giống, không khác tánh bảo cường. Khổ khổ ta bà khổ, đa số thiếu tình thương. Tình thương nên mở rộng, thương hết kẻ bốn phương. Thành tâm lo giúp đỡ, thật ý ở hiền lương. Thuận hòa không gây gổ, chân thật chẳng gạt lường. Hòa bình đồng yêu chuộng, nhân đạo đồng chủ trương. Người được như thế cả, thế gian tích thiên đường. Nghe kể này cảm kích phi thường, nhận thấy rất thích đương hiện tại. Hy vọng khắp năm châu nhân loài, biết hồi tâm sửa cải như trên. Mở tình yêu rộng lớn mong manh, tạo thế giới hòa bình hạnh phúc. Người cùng biết thương nhau tự chúc, giúp đỡ nhau mọi cuộc thăng trầm. Ai cũng đều được có tự tâm, không ai có ý làm ai khổ. Khi làm quấy tự mình biết hổ, chẳng đợi ai đánh đổ đến mình. Đọc sử kinh trao luyện tánh tình, không thẹn với anh minh tiền bối. Đường sáng sủa quyết khai rộng lối, giúp cho người lui tới tự do. Cảnh bung lầy được hết sợ lo, cũng khỏi bước lần dò tâm tôi. Học Phật diệt từ bi là cội, nói thánh hiền nhân nghĩa là nguồn. Thương chúng sanh lo cứu độ luôn, xưa nay vẫn một đường không khác. Việc nhân nghĩa từ bi muốn đạt, thì tinh thần cương quyết phải nhiều. Chướng ngại dù có gặp bao nhiêu, cũng chẳng để cho siêu lòng già. Đem chi lớn ra làm đạo ca, đeo đuổi cho đến thỏa ý nguyện. Khi phải kiên thì đủ nhẫn kiên, khi phải dũng thì liền anh dũng. Tùy phương pháp để mà áp dụng, tùy thời cơ để ứng biến quyền. Giúp cho người vui vẻ ổn yên, trên đạo lý như trên đời sống. Lòng yêu mến nhân dân càng rộng, thì tâm hồn xây dựng càng nhiều. Cái tinh thần kiếp nhược càng tiêu, và ý chí cao siêu càng lớn. Thấy ai khổ thì lòng đau đớn, chỉ giúp người chớ chẳng hại người. Chính đó là tánh của Phật trời, mà tất cả người đời đều có. Nếu người biết giữ gìn tâm đó, không để lòng dĩ ngã làm tan. Tất nhiên cùng chữ Phật đồng hàng, tình thương kẻ thế gian vô tận. Dứt hết tâm muốn ham nhớ bần, cũng không lòng thù hận ghét ganh. Lấy khoan dùng đôi với nhân sanh, biết giúp đỡ như tình người mẹ. Thấy hạnh phúc thì lòng vui vẻ, nghe khổ đau thì giá buông đầu. Dù đi đâu và ở nơi đâu, lòng thương nhớ lo âu đến mày. Phật đối với chúng sanh thế giới, cùng nhớ thương như vậy khác chi, cho nên người học đạo từ bi. Các điều ấy nên ghi nhớ rõ, ngôi Tam Bảo quyết làm sáng tỏ, thực hiện lòng cứu độ vô biên. Nếu tinh thần giác ngộ siêu nhiên, cho ba tánh tục tiên được thấy. Như thế mới đúng lời Phật dạy, và làm cho nhân loại soi chung. Hầu bỏ đi các việc dữ hung, giúp nhau được sống trong hòa khí. Người nào cũng lo dình đạo lý, biết thương nhau, biết quý lẫn nhau. Tội lỗi không ai muốn phạm vào, ai cũng muốn dồi trao công đức. Tâm mô nhiễm hồng trần lo dứt, quyết tụ cho giải thoát kiếp mê. Cõi niết bàn khi thoát trở về, như thế chẳng vật chi sánh kịp. Câu chuyện tới đây vừa nghĩ tiếp, tai liền nghe kể khát ngâm lên. Chúng sanh đồng giác ngộ, nhận rằng đời là khổ, thì bất luận người nào cũng như mình nên độ. Hoặc độ người bằng công, hoặc độ người bằng của, giúp nhau có cơm ăn, giúp nhau có nhà ở. Vui sướng cùng sức chia, khổ lao cùng giúp đỡ, thông minh giúp dạy ngu, giàu sang giúp nghèo khó. Mạnh mẽ giúp yếu hèn, quan quyền giúp dân già, tồn vong cùng chúng lo, an nguy cùng ủng hộ. Giúp nhau được yên lành, giúp nhau hết đau khổ, tận tâm thương yêu nhau, tận tâm lo giải dỗ. Đồng mở rộng trí tài, đồng nâng cao trình độ, phá tan hết rừng mây, lấp bằng hết biển khổ. Chúng lo việc giảng sanh, chúng lo việc quá độ. Đồng tâm niệm Di Đà, đồng soi gương Phật tổ, thế giới được quang minh, nhân sanh hết thô lỗ. Ai cũng thiện như nhau, cõi ta bà hết khổ. Chúng sanh ở đời nay, sự khổ đau vô số. Chết nhiều thứ dĩ kỳ, bệnh nhiều chứng quái gở, do người tạo gây ra, không phải tự nhiên có. Cùng nhau biết làm lành, tất thanh trời lặng gió. Các việc ấy rất cần, đời nay mau thi thố. Nếu để tháng ngày qua, kiếp thế gian sụp đổ, chừng đó muốn lo toan. Đã ra người thiên cổ, ấy mê ấy vẫn quần mê, khổ kia tồn lại khổ. Muôn kiếp chịu lăn trôi, khó tìm ra bến đầu. Vậy chúng sanh đời nay, ráng tu cho tỏ ngộ. Nghe kể qua khiến lòng mừng rỡ, nghĩ rằng mình hẳn có duyên chi. Mới được nghe rộng nghĩa từ bi, đường Phật Pháp bước đi càng mạnh. Sẽ thêm xác nhận tình thương ba tánh, đôi với lòng Phật thanh giống nhau. Loài người sanh trên cõi trần lao, có liên hệ với nhau mật thiết. Cùng nhờ cậy lẫn nhau mọi việc, cho nên cần phải biết thương nhau. Mặc dù là có khác sắc màu, hoặc là chẳng cùng nhau nòi dông. Tình thương phải cần lo mở rộng, mới giúp nhau cuộc sống đồng vui. Cũng chẳng làm xã hội đi lùi, biết trao đổi khiến đời đầy đủ. Một mình chẳng thể nào phong phú, phải nhờ người dắt nó dắt kia. Hầu hết do kẻ khách sớt chia, người mới có mỗi bề vật dùng. Kẻ cài cấy người lo tầm nhầm, kẻ cầu đường người đóng tàu xe. Nhỏ như kim mỏng tở lụa the, đều nhờ kẻ làm ra mới có. Ví dụ cái xác thân mình đó, cũng là nhờ cha mẹ sanh ra. Đâu tự nhiên mà có người ta, các vật khác cũng là như vậy. Do vật nọ vật kia hợp lại, mới trở nên tồn tại sanh thành. Nào khí trời, nào có cây xanh, nào ánh sáng, nào dòng nước chảy, đều là giúp sống cho nhân loại, rất liên quan trọng đại với người. Thiếu nó thì không thể sống đời, từ xưa đến hiện thời vẫn thế, người với người có dây quan hệ. Vật cùng người toàn thể nương nhau, từ việc nào cho đến việc nào, người với vật nương nhau tất cả. Nhìn đâu cũng thấy cần cảm tạ, chớ không nên đem giả phụ phàng. Kẻ cho rằng cô lập sống an, là kẻ ấy hoàn toàn phi nghĩa. Nếu để ý nhìn ra bốn phía, thấy không nên chia rẽ với người. Trái lại nên đoàn kết khắp nơi, mình với kẻ sống đời mới dừng. Gặp thiên tai cùng nhau cứu trần, nhân quả thì cùng chẳng ngăn nhau. Sự kết liên chặt chẽ chừng nào, người tránh khỏi khổ lao chừng nay. Chịu suy nghĩ tất là nhận thấy, sự liên quan nhân loại ra sao. Cho nên làm người phải thương nhau, lo nâng đỡ đổi trao mọi việc. Không những đôi với người quen biết, mà với ai cũng siết chặt tay. Việc bán buôn lòng giữ thẳng ngay, cách đối xử thường ngày thành thật. Của người mất coi như mình mất, thấy người đau như giết mình đau. Sự tham gian trộm cướp đảnh nào, việc nhiễu hại hung hào đâu nợ. Lấy lương tâm con người ra ở, sự bất lành rất khó sanh ra. Đôi với ai cũng có thể hòa, cái phẩm giá người ta không mất. Dù chẳng biết đạo tiên đạo Phật, cũng phải dình tư cách con người. Cách nói năng cũng phải lựa lời, việc làm lũng nên coi thiện ác. Dù người chẳng có ăn chay lạc, nhưng tánh tình phải được hiền lương. Việc hiếu trung cần phải lo lường, bày ân nghĩa cũng nên đền đáp. Thế nào trai thế nào phù hợp, soi gương đời tất được biết ra. Xung quanh mình đủ hạng người ta, tốt xấu lấy đó mà lọc lừa. Mình được tốt ráng làm tốt nữa, lỡ xấu thì lo sửa hết đi. Ai khen chê cũng chẳng quản gì, việc thấy phải cứ thi hành tới. Sức nhẫn nại là nguồn thắng lợi, tánh gan lì là mối thành công. Mỗi người đều đầu não vẫn đồng, nhưng bền chí hay không có khác. Kẻ bền chí công thành danh đạt, người đổi tâm sát nghiệp hư thân. Việc càng to càng khó bao lần, càng bền chí bền tâm mới được. Ví dụ sự tu hành chướng phước, ở đời nay thật khó, rất khó làm. Xung quanh mình đầy giết tục phàm, đầy quyến rũ dễ làm xa ngà. Nếu người chẳng bền lòng chắc gia, phước không nên đạo quả chẳng thành. Đó nói riêng về việc tu hành, còn việc khác muốn nên cũng thế. Lấy bền chí ra làm cõi rễ, đem quyết tâm ra thế thần phù. Để hoàn thành chí hướng tượng phu, biết cư xử tròn câu đời đạo. Nhận thức rõ kiếp người mong ao, thì phải mau tìm nẻo thoát ly. Chớ không nên vì lý do gì, ngồi im để chờ khi hoại diệt. Sự đang bỏ ngay chớ tiếc, việc nên làm riết chớ ngưng. Người phải nên tự chủ lấy thân, và cần có tinh thần nhất định. Việc chi cũng phải nên bình tĩnh, để xét suy tà chân thế nào. Biết rõ rồi sẽ quyết định sau, tiến hành đến khi nào kết quả. Lòng đã quyết trời gầm không nhà, dám hy sinh hết cả cuộc đời. Sớm muộn gì cũng đạt đến nơi, đúng như ý của người mình muốn. Có nhất định tức đời không uổng, có chủ tâm thì chẳng phí công. Sắt đá không thể cứng hơn lòng, lòng cương quyết thì không chi khó. Lối âm tử được vào tận ngõ, nhờ đường tăng đầy đủ quyết tâm. Việc khó nhưng lòng cô kiếm tầm, quả quyết với người rằng sẽ gặp. Đem tất cả thành tâm tu tập, mỗi đạo màu sẽ gặp mối minh. Phật không sai hẹn với chúng sanh, nếu sanh chúng trọn lành tâm y. Chuyện đến đây lòng còn đang nghĩ, bỗng nhiên nghe bài kể khác thêm. Muốn làm Phật hay ma, tự hỏi lấy lòng ta, đừng hỏi nơi Phật tổ. Cũng chớ hỏi Di Đà, việc ấy do mình định, Phật không tin sao ra. Siêu đọa thì Phật bảo, làm không vốn tại ta, mình có thể làm Phật, mình có thể làm ma, tự mình nhắm mắt lại, tự mình mở mắt ra. Mình phải tự tu lấy, không thể mượn người ta, tội phước do mình tạo. Lành dữ do mình ra, dù ngồi bên cạnh Phật, lòng ma vẫn ra ma. Gần ma mà lòng Phật, chung cuộc thấy Di Đà. Phật do mình hiện tới, Phật do mình đi xa. Chớ nghi ngờ lẫn quần, đừng gán hỏi bao la, muốn thoát ly cảnh khổ, phải tự quyết nhảy ra. Không tham của dương thế, chẳng nhiễm cảnh ta bà, nguyện giáng sanh cực lạc, quyết được tỏa liên hoa, tâm không rời Phật tổ, lòng chẳng cách Di Đà. Luôn luôn tự giác, thường thường nhớ giác tha, thương người như cật ruột, giúp người ta giúp ta, lo khai tri bát nhã, lo mở tánh ma ha. Việc khó làm được, điều khó nhận qua, vì người vui bố thí, vì người vui xuất gia, công đức không riêng hưởng, công đức cho muôn nhà, từ bi khắp thiên hạ. Chẳng từ bi riêng ta, khi được tâm như thế, không gọi Phật cũng ra. Phật sẵn nơi sanh chúng, Phật ở khắp ta bà, người được lòng như Phật, tất cùng Phật hợp hòa, người mê không thấy Phật, Phật giác thấy người ta. Tu ở nơi am tự, hoặc tu ở tại gia, đều là có Phật cả, chớ phân biệt gần xa. Thành tựu mau hay chậm, do tâm lực mình ra, lấy đó làm căn bổn, để cầu đạo Thích Ca. Cũng lấy đó làm chánh, để niệm Phật Di Đà, tu hành được thế ấy, không lầm lạc đường tà, điều này nên nhớ kỳ, khuyên tấn khắp chữ gia. Theo cái này để bước đi ra, đường tu học sẽ là nên được. Muôn ba tánh đều khai huệ phước, bài kể này hẹn ước truyền sâu. Giúp nữ nam sum thấy đạo màu, khỏi sợ lạc bước vào tà kiên. Nếu tâm đức thường lo trao luyện, tội lỗi không còn diễn lan ra. Phước biết lo thì tội biết xa, Phật biết kính thì ma biết lanh. Người có đạo phải nên có hành, hành không xong đạo chẳng hề rồi. Đạo hạnh cần nhất quyết trao dồi, khi toàn thiện là người chánh đạo. Tội hay phước đều do mình tạo, cố nhiên đời hay đạo cũng mình. Phải cần nên đầy đủ đức tin, tự điều khiển lòng mình trong sạch. Tâm cứng cỏi dám